biên tập chương trình xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh YouTube của báo Sức khỏe và đời sống. Chúng tôi liên tục cập nhật ca mắc COVID-19 mới cũng như diễn biến của dịch bệnh hàng ngày. Hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để nhận thông tin COVID cập nhật mới nhất. Hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Sau đây là một số thông tin mới cập nhật. Vaccine COVID-19 Nanocovax do công ty Nanogen thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu phát triển đã được Hội đồng Đạo đức Quốc gia công nhận đạt yêu cầu. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi mở thành phố Cần Thơ cần xem xét cho phép mở lại với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ hoạt động trong phạm vi xã, phường và quận huyện vùng xanh. Bộ Y tế đề nghị tại các chợ đang hoạt động tổ chức xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý làm việc bán hàng hàng tuần. Người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cấp thẻ xanh COVID nếu đạt đủ điều kiện đã tiêm một mũi vaccine ít nhất sau 2 tuần hoặc người mắc COVID-19 hoàn thành cách ly. Bạc Liêu áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Theo đơn thư công dân trình báo, nhóm cán bộ quản lý khu cách ly tại trường tiểu học xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hàng chục công dân thuộc diện F1 chơi bóng chuyền vào các buổi chiều, uống bia cùng các F1 với sự cổ vũ của nhiều công dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã còn tổ chức họp với người bị cách ly, công bố Ủy ban Nhân dân xã thống nhất thu mỗi người từ 100.000 đồng trở lên để hỗ trợ xã. Từ ngày 21 tháng 9 tới đây, Hà Nội sẽ áp dụng tiêu chí thẻ xanh COVID, thẻ vàng COVID trong vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Điều này nằm trong bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng. Qua kiểm tra tại các chốt kiểm soát, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo là F0 đi lại trên đường. Vaccine COVID-19 Nanocovax do công ty Nanogen thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, phát triển đã được Hội đồng Đạo đức Quốc gia công nhận đạt yêu cầu. Thành viên đứng đầu Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia, tức Hội đồng Đạo đức Quốc gia cho biết kết quả báo cáo cơ bản vaccine đạt yêu cầu. Chủ tịch Hội đồng Đạo đức Quốc gia cho biết sẽ có thông cáo báo chí chính thức về kết quả cuộc họp này. Trước đó, ngày 29 tháng 8, Hội đồng Đạo đức Quốc gia đã họp đánh giá báo cáo của nhóm nghiên cứu vaccine Nanocovax và yêu cầu nhà sản xuất vaccine Nanocovax cần bổ sung 4 nhóm dữ liệu để đủ điều kiện cấp xem xét cấp phép khẩn cấp. Trong đó, có bổ sung về dữ liệu tính an toàn, sinh miễn dịch, bổ sung cập nhật thêm dữ liệu an toàn cho toàn bộ đối tượng đã được tiêm ít nhất một liều vaccine tới thời điểm hiện tại và giải thích rõ về các trường hợp sự cố bất lợi nghiêm trọng tới thời điểm hiện tại. Về tính sinh miễn dịch, báo cáo cập nhật dữ liệu bao gồm bổ sung, cập nhật đánh giá tính sinh miễn dịch trên các biến chủng mới, ví dụ biến chủng Delta, biến chủng lần đầu phát hiện tại Anh và cỡ mẫu đánh giá tính sinh miễn dịch cần thực hiện theo đúng đề cương nghiên cứu đã được thông qua. Về hiệu quả bảo vệ tối thiểu 50% theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới dựa trên các dữ liệu Ivan. Trước đó, thông tin cụ thể về các ứng viên vaccine COVID-19 tiềm năng, tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ Đào tạo Bộ Y tế cho biết, từ nay đến cuối năm, Việt Nam sẽ có ít nhất một vaccine COVID-19 được cấp phép khẩn cấp và triển khai trong nước từ đầu năm 2022. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi mở thành phố Cần Thơ cần xem xét cho phép mở lại với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ hoạt động trong phạm vi xã, phường và quận, huyện vùng xanh. Thành phố Cần Thơ có 4 quận thuộc nhóm nguy cơ rất cao vùng đỏ, 1 quận thuộc nhóm nguy cơ vùng vàng, 4 huyện thuộc nhóm bình thường mới vùng xanh. Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, do đặc điểm của một đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố từ bên ngoài là thường xuyên. Mặc dù thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng, song tại nhiều địa bàn vẫn còn phát hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng. Sau 2 tháng thực hiện giãn cách, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, người dân thành phố, nhất là những hộ gia đình sinh kế hàng ngày bằng buôn bán nhỏ, đang chịu sức ép lớn về kinh tế. Thời gian tới, Cần Thơ quyết định 4 huyện vùng xanh thực hiện theo chỉ thị 15, đối với những quận vùng đỏ, vùng vàng sẽ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến từ khu phố. Trong đó, những khu phố vùng đỏ sẽ siết chặt kiểm soát như đối với khu phong tỏa, những khu phố vùng xanh sẽ được nới lỏng một số hoạt động cho người dân. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thời gian tới, thành phố Cần Thơ cần tập trung lực lượng để xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, xử lý triệt để những ổ dịch, khu phong tỏa, làm đâu gọn đấy, không dàn hàng ngang xét nghiệm. Với những khu vực đã an toàn thì từng bước mở lại các hoạt động kinh tế, đời sống một cách chắc chắn, an toàn nhưng rất trách nhiệm, mạnh dạn. Phó Thủ tướng gợi mở những doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ hoạt động trong phạm vi những xã, phường vùng xanh, quận huyện vùng xanh thì thành phố cũng cần xem xét cho mở lại.
Bộ Y tế đề nghị tại các chợ đang hoạt động, tổ chức xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý, làm việc, bán hàng hàng tuần. Bộ Y tế đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Bộ Công Thương về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 ở chợ đầu mối hoạt động tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại công văn do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành, Bộ Y tế hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, có kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19 cho chợ. Tổ chức mua hàng tại chợ theo quy định một chiều, chiều vào, chiều ra khác nhau. Tổ chức đôn đốc các chợ đánh giá an toàn COVID-19 và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID.vn. Tổ chức xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý, làm việc, bán hàng tại chợ hàng tuần. Xem xét áp dụng việc hướng dẫn cho các đối tượng tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên tại điểm xét nghiệm. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các quy định phòng chống dịch khi đến và mua bán tại các chợ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn. Dừng hoạt động ngay đối với chợ không đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Hướng dẫn của Bộ Y tế đã phân rõ với quản lý chợ, hộ kinh doanh, khách hàng, người lao động tại chợ cần phải làm những việc cụ thể để phòng chống dịch. Đối với chợ, phải tạo mã QR code ở điểm kiểm dịch tại cửa vào chợ, yêu cầu người lao động, làm việc, người bán hàng, khách hàng phải khai báo y tế qua quét mã QR hoặc khai trên giấy hàng ngày khi vào chợ, thực hiện thông điệp 5K. Tại khu vực cửa vào chợ, tổ chức đo thân nhiệt, thu, kiểm soát và quản lý thẻ vào chợ. Các chợ cần bố trí phòng, khu vực cách ly tạm thời cho người lao động, làm việc, người bán hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, đau rát họng, khó thở hoặc được xác định mắc bệnh, xác định là F1 hoặc F2 khi đang làm việc tại chợ. Trường hợp không thể bố trí phòng cách ly tạm thời, phải được sắp xếp một khu vực cách ly tạm thời tách biệt, hoàn toàn so với khu vực bán hàng trong chợ. Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận hàng hóa gần cửa ra vào chợ, hạn chế tiếp xúc giữa người giao hàng và người nhận hàng. Bộ Y tế nhấn mạnh các địa phương có thể điều chỉnh thực hiện nội dung của hướng dẫn cho phù hợp với thực tiễn. Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng nêu rõ khách hàng, người lao động, làm việc không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, ho sốt, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Người lao động, làm việc, người bán hàng thực hiện khai báo y tế hàng ngày khi đến chợ làm việc. Khách hàng thực hiện khai báo y tế khi đến chợ mua hàng, luôn luôn thực hiện thông điệp 5K. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian di chuyển từ nơi ở đến chợ và ngược lại. Khách hàng chỉ đi chợ theo đúng ngày được quy định trên thẻ và nộp thẻ vào chợ cho đơn vị quản lý tại cổng. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cấp thẻ xanh COVID nếu đạt đủ điều kiện đã tiêm một mũi vaccine ít nhất sau 2 tuần hoặc người mắc COVID-19 hoàn thành cách ly. Đó là nội dung được đề cập trong văn bản do Sở Y tế thành phố gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng thẻ xanh COVID trong giai đoạn phục hồi kinh tế. Sau khi thống nhất với các cơ sở ngành liên quan, tuy nhiên, người có thẻ xanh COVID-19 phải tuân thủ 5K làm xét nghiệm định kỳ. Ngoài ra, Sở Y tế thành phố cũng kiến nghị chỉ dùng một thuật ngữ thẻ xanh COVID và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp trên ứng dụng Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khai báo đã tiêm vaccine, kết quả xét nghiệm và khai báo y tế. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, kế hoạch triển khai thí điểm thẻ xanh COVID trong giai đoạn phục hồi kinh tế đã có tác động tích cực và khích lệ người dân đồng thuận tiêm chủng vaccine, do đó việc này cần tiếp tục hoàn thiện để thực hiện trong thời gian tới. Bạc Liêu áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, tỉnh Bạc Liêu áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với 4 phường của thành phố Bạc Liêu gồm phường 1, phường 3, phường 7 và phường 8. Và 7 xã của huyện Hòa Bình gồm xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu A, xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Mỹ B, xã Minh Diệu và xã Vĩnh Bình. Đồng thời, áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với 6 đơn vị phường, xã của thành phố Bạc Liêu gồm phường 2, phường 5, phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông. Và áp dụng đối với toàn bộ các xã phường thị trấn của 5 đơn vị cấp huyện còn lại gồm xã Giá Sai, huyện Đông Hải, huyện Phước Long, huyện Đồng Dân, huyện Vĩnh Lợi. Tỉnh Bạc Liêu cũng thực hiện phong tỏa cách ly y tế cục bộ trên tinh thần hẹp và chặt tại các khu vực, các địa điểm có nhiều F0 hoặc có nguy cơ rất cao,
ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định việc phong tỏa này. Riêng đối với các khu vực đang thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế theo các quyết định trước đây của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thì tiếp tục thực hiện cho đến hết thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch và thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ, giữ vững và mở rộng vùng xanh, vùng an toàn COVID-19, sớm kiểm soát dịch bệnh để đưa toàn bộ tỉnh Bạc Liêu về trạng thái bình thường mới. Theo đơn thư công dân trình báo, nhóm cán bộ quản lý khu cách ly tại trường tiểu học xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa đã tổ chức hàng chục công dân thuộc diện F1 chơi bóng chuyền vào các buổi chiều, uống bia cùng các F1 với sự cổ vũ của nhiều công dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã còn tổ chức họp với người bị cách ly, công bố Ủy ban Nhân dân xã thống nhất thu mỗi người từ 100.000 đồng trở lên để hỗ trợ xã. Ông Vũ Đình Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, xã Thiệu Thịnh có 131 người đi làm ăn xa. Theo đó, có một số người tiếp xúc với F0 phải cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại trường tiểu học và trường mầm non của xã. Việc 4 cán bộ xã được giao nhiệm vụ quản lý người cách ly xã hội nhưng tổ chức chơi bóng chuyền với F1 là có thật. Sau khi nhận được phản ánh của công dân, ông đã trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã để kiểm tra và quán triệt, theo đó đã ngăn chặn kịp thời. Hiện địa phương chỉ còn 52 người phải cách ly tại trường mầm non của xã. Từ 11 đến 13 tháng 8, ông Lê Hữu Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đã tự động thu tiền của người trong khu cách ly từ 100 đến 500.000 đồng một người, tổng thu được 11.900.000 đồng. Ủy ban Nhân dân xã không có chủ trương thu và đã đề nghị ông này hoàn trả tiền cho công dân, nhưng vì cán bộ làm công tác này nể ông Hoàn nên không lập biên bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã báo cáo bằng miệng với lãnh đạo huyện, hiện chưa có hình thức kỷ luật gì với ông Lê Hữu Hoàn, mới chỉ yêu cầu ông viết tờ trình vụ việc, ông Tâm cho biết. Trao đổi với ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa qua điện thoại, ông Anh khẳng định vụ việc nêu trên, Ủy ban Nhân dân huyện đã nắm được thông tin, hiện đã giao cho các ban ngành liên quan nắm lại tình tiết để rút kinh nghiệm trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Theo đó sẽ xử lý tập thể, cá nhân liên quan đúng người, đúng tội vì giao lưu với F1 tại xã Thiệu Thịnh. Từ thông tin trên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý các tập thể, cá nhân liên quan vụ việc nêu trên. Nếu không sẽ có thêm nhiều địa phương buông lỏng công tác phòng chống dịch COVID-19 mà xã Thiệu Thịnh làm ví dụ. Từ ngày 21 tháng 9 tới đây, Hà Nội sẽ áp dụng tiêu chí thẻ xanh COVID, thẻ vàng COVID trong vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Điều này nằm trong bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng. Theo đó, các tiêu chí về thẻ xanh COVID và thẻ vàng COVID dựa trên điều kiện đã tiêm vaccine tối thiểu 1 mũi hoặc 2 mũi trong thời gian 14 ngày. Được biết, bộ tiêu chí này áp dụng cho các tuyến hoạt động trong khu vực vùng xanh theo lộ trình đã được phê duyệt. Các tuyến xe buýt chạy liên vùng sẽ có điều chỉnh để tránh những vùng đỏ nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp. Về thời gian khôi phục lại hoạt động xe buýt, dự kiến chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 15 ngày sau thời điểm giãn cách xã hội, kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 9, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách tại nhà chờ xe buýt nhanh BRT phải có thẻ xanh hoặc thẻ vàng và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp PCR trong vòng 72 giờ. Tần suất hoạt động của xe buýt không quá 50% công suất. Xe chỉ được vận chuyển không quá 50% chỗ ngồi và không quá 20 người tại cùng một thời điểm trên xe, kể cả lái xe và nhân viên phục vụ. Giai đoạn sau thời điểm giãn cách 15 ngày, kể từ mùng 6 tháng 10, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và tại nhà chờ xe buýt nhanh, các hành khách phải có thẻ xanh hoặc thẻ vàng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Tần suất hoạt động của xe buýt không quá 80% công suất, xe chỉ được đáp ứng không quá 50% chỗ ngồi và không quá 20 người tại cùng một thời điểm trên xe, kể cả lái xe và nhân viên phục vụ. Qua kiểm tra tại các chốt kiểm soát, Công an TP HCM phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo là F0 đi lại trên đường. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP HCM cho biết, qua ứng dụng VNEID của Bộ Công an, thống kê đến ngày 16 tháng 9, Công an thành phố phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 di chuyển trên đường qua các chốt, trạm kiểm soát. Theo ông Hà, trong 135 trường hợp cảnh cáo là F0,
có 33 người đã khỏi bệnh, 102 trường hợp còn lại là F0. Trong đó, 26 người đi cách ly tập trung, còn lại là cách ly tại nhà. Về công tác kiểm soát người di chuyển tại quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ, ông Hà cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã giao công an 3 địa phương này phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện cung cấp để xây dựng kế hoạch mở lại một số hoạt động mà thành phố Hồ Chí Minh cho phép. Bên cạnh đó, công an thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng phương án bố trí lại chốt kiểm soát phù hợp với kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố tại các địa phương này. Từ 16 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lại một số loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh có giấy phép đăng ký được hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ. Điều kiện hoạt động của nhóm này là người lao động tại nơi làm việc phải tiêm ít nhất một mũi vaccine và xét nghiệm 5 ngày một lần. Riêng quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên các quận huyện này và khu công nghệ cao sẽ được thí điểm cơ chế riêng. Người dân của các quận huyện này được đi chợ một lần một tuần. Bản tin toàn cảnh COVID chiều 19 tháng 9 xin được kết thúc tại đây. Hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan của Bộ Y tế để có được những thông tin chính xác nhất nhé các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.